Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái thủ thuật để mà các bạn sử dụng hệ điều hành OS X El Capitan 10.11 một cách hiệu quả hơn. Thì đầu tiên mình sẽ nói đến cái việc một cái cách sắp xếp thông báo của hệ điều hành này. Thì mặc định nếu mà bạn vừa update từ cái bản cũ lên, bạn thấy cái thông báo nó hơi lạ. Nó không nhóm theo từng cái ứng dụng như trước nữa, mà nó toàn là liệt kê ra theo thứ tự thời gian thôi. Thì nếu mà bạn không thích sắp xếp theo kiểu này thì bạn có thể nhấn vào cái biểu tượng hình trái táo, sau đó bạn vào System Preference. Ở đây có một cái mục tên là Notification thì các bạn chọn vào. Ngay bên dưới này nó có cái dòng là Notification Center Sort Order, thì bạn có thể chọn ví như Recent là nó chỉ sắp xếp theo thứ tự thời gian thôi. Còn Recent by App là nó vừa sắp xếp theo thứ tự thời gian mà nó vừa nhóm lại. Bây giờ mình sẽ thử chọn vào cái mục này. Mình mở lại thông báo thì bạn thấy là bây giờ nó đã nhóm theo từng cái app rồi. Thì tùy ý thích của bạn thôi, cái này không có cái nào tiện hơn hay gì hết. Còn nếu mà manually thì nó sẽ sắp xếp một cách thủ công dựa theo trên cái list này của bạn. Rồi, thủ tục thứ hai thì là cách khắc phục cái lỗi về ghi dữ liệu lên phân vùng NTFS. Thì cái lỗi này mình đã nói trong một cái bài riêng rồi. Thì mời các bạn xem cái bài viết ở bên dưới. Tiếp theo cái thủ tục kế tiếp đó là tắt đi cái tính năng rootless. Thì tính năng rootless nó trên OS X El Capitan nó là một cái tính năng để mà hạn chế quyền truy cập vào cái quyền admin. Thì bằng cách này cái hệ điều hành chúng ta nó sẽ bảo mật hơn, nhưng mà có một cái điểm hạn chế đó, đó là một số phần mềm, ví dụ như là công cụ quản lý ổ đĩa nè, phần mềm dọn dẹp máy nè, hay là những cái app sao lưu có thể nó sẽ không hoạt động được. Thì trước khi mà bạn đao bản mới hay là thử gỡ ra cài lại gì đó thì bạn thử thử chạy một cái dòng lệnh. Cái dòng lệnh này bạn có thể chạy trong terminal. Thì đây là cái dòng lệnh của chúng ta. Bạn có thể coi trong cái bài viết bên dưới luôn. Ở đây mình phóng lớn cho các bạn xem. Đó. Sudo nvram, các bạn cứ copy cái dòng lệnh mà mình nhúng trong bài viết á. Các bạn kiếm cái ứng dụng tên là Terminal rồi các bạn dán nó vào là xong. Sau lúc mà các bạn nhập cái lệnh này vào thì sẽ được hỏi password. Thì các bạn cứ nhập vào, lưu ý là lúc nhập thì nó không có hiện ra cái gì hết. Nó chỉ là khoảng trắng gì thôi, mà bạn cứ nhập đúng thì nó sẽ thực thực thi cái lệnh này. Sau khi bạn làm xong thì bạn nhớ khởi động lại máy để có hiệu lực. Thì mình hy vọng là với cái lệnh này thì những cái app cũ của bạn nó sẽ hoạt động được. Cái tính năng kế tiếp đó là kéo thả để mà kích hoạt Split View. Thì Split View là cái chế độ để chạy đa nhiệm, thì như nhiều các bạn cũng biết rồi. Ở đây ví dụ như mình chạy Word lên đi. Thì để chạy Split View á, bình thường mình sẽ phải nhấn giữ vào một cửa sổ, sau đó mình gắn một bước, hai bước. Thế là nãy giờ mình phải qua hai bước rồi thêm chưa tính cái đoạn mà mở app ra nữa thì nó rất là mất thời gian. Còn một cách khác để nhanh hơn để mà bạn thực hiện cái việc này, bây giờ mình sẽ trả nó về cái chế độ ban đầu hết. Rồi bây giờ chẳng hạn như Word đi ha, mình cho nó chạy full screen, một cái ứng dụng này nó đang chạy full screen rồi, thì làm sao để các bạn chạy tiếp Split View? Thì các bạn sẽ dùng cái trackpad để các bạn kích hoạt cái chế độ Expose, hoặc là trên bàn phím của các bạn thì nó sẽ là nút F3. Rồi các bạn kéo thả cái cửa sổ đó, kéo thả vào cái cửa sổ Word đó, bạn thấy là bạn có thể kéo bên nửa trái, nửa phải đều được hết nè. Bây giờ mình kéo bên nửa trái đi, thì cái chế độ Split View nó tự kích hoạt luôn, rất là nhanh. Mình thì mình thích xài theo kiểu này để cho nó tiết kiệm thời gian hơn. Rồi, cái thủ thuật kế tiếp đó là nhấp đôi vào tiêu đề của cửa sổ. Bình thường nếu mà bạn, bây giờ chẳng hạn như là cửa sổ Safari đi, nếu như mà mình double click vào thì nó sẽ minimize xuống cái thanh này. Nhưng mà bạn có để ý là bây giờ nó mới minimize, còn nếu mà ở những cái hệ điều hành, những cái phiên bản OS trước đó, thì nó sẽ phóng to ra toàn màn hình. Thì tại sao lại như vậy? Đó là tại vì mình đã chỉnh lại rồi. Bạn có thể vào System Preference ha, sau đó các bạn vào phần Dock. Ở đây nó có một cái nút tên là Double Click ở Window Title Bar để làm gì? Nếu bạn chọn Zoom thì nó sẽ phóng lớn ra toàn màn hình. Không hẳn là chế độ Full Screen nha, vẫn là chế độ cửa sổ mà nó phóng lớn ra thôi. Còn nếu minimize thì nó sẽ thu nhỏ lại. Bây giờ ví dụ mình chọn zoom đi, mình sẽ cho các bạn xem. Nếu mình chọn zoom thì sao? Double click, nó phóng lớn ra. Còn bây giờ nếu mình chọn là minimize rồi thì nó sẽ thu nhỏ xuống, cùng một thao tác thôi, rất là tiện. Mình thích cái minimize mới này lắm, bởi vì nó giúp mình tiết kiệm thời gian hơn so với cái việc phải di chuyển con trỏ lên đúng cái dấu màu vàng này, như là cách mà chúng ta hay xài bình thường. Rồi cái thủ thuật kế tiếp là tìm kiếm thông minh bằng Spotlight. Thì như các bạn đã biết á, Spotlight là một cái công cụ tìm kiếm đã có từ OS X khá là lâu rồi, nhưng mà ở trên OS X 10.11 thì bạn có thể tìm theo ngôn ngữ tự nhiên.
Ví dụ như bạn muốn tìm những email nào mà bạn đã trao đổi với một người vào tuần trước thì bạn sẽ gõ cái lệnh như thế này: email I sent last week. Thì nó sẽ hiện ra cho bạn là những cái thư nào đã gửi hồi tuần trước. Bởi vì nguyên một tuần trước mình không có gửi thư gì hết cho nên nó không hiện ra ở đây. Mình sẽ thử với một cái dòng lệnh khác nha. Email between me and Sơn. Thì bạn thấy là mình không có gõ theo một cái cấu trúc nào cố định hết. Tất cả những cái thứ này á hoàn toàn là ngôn ngữ tự nhiên như mình nói tiếng Anh bình thường thôi. Thì nó sẽ tìm hết những cái thư nào giữa mình và Mosen Lazio. Thì bạn có thể hỏi thêm một số cái lệnh khác, ví dụ như là file nào có tên gì đó hay là file chứa nội dung gì đó, thì bạn cứ gõ tiếng Anh ra là được. Hơi tiếc là nó chưa hỗ trợ tiếng Việt. Thủ thuật kế tiếp mình muốn nói với các bạn đó là cái khả năng pin tab. Thì ở đây á mình sẽ mở thử một số tab ra ha. Chẳng hạn như ở đây mình mở bốn cái tab ra đi, nhưng mà mình thích pin cái tab tinh tế đi một cách dễ dàng hơn. Thì ở đây á bạn sẽ nhấn vào những phím phải chuột vào cái tab này, sau đó bạn chọn pin tab. Thì bạn để ý là bây giờ cái tab nó thu gọn lại và nó luôn nằm cố định ở đó. Mình sẽ thử đóng Safari đi ha. Rồi mình chạy lên lại thì bạn thấy là cái tab tinh tế nó còn ở đây, mình chỉ cần bấm vô một phát là mình truy cập nhanh. Thì tính năng pin tab này nó hữu dụng khi mà bạn cần đưa những cái tab nào thường sử dụng ra đầu tiên, ví dụ như Facebook hay là Tinh tế hay là VnExpress hay là bất cứ cái báo nào bạn hay coi đó, bạn có thể pin nhiều tab khác nhau. Thủ thuật kế tiếp mà mình muốn nói với các bạn đó là việc Safari rất là thông minh, nó có thể nhận biết được những cái tab nào đang chơi nhạc và cho phép chúng ta tắt đi. Bây giờ ví dụ như ở đây mình đang mở một cái tab bài nhạc của tôi, mình sẽ play một cái bài nhạc nào đó. Thì bạn để ý là ngay khi mà mình vừa chơi nhạc lên á thì ở trong cái tab Safari này nó sẽ hiện biểu tượng hình cái loa, và nếu bạn nhấn vào thì nó sẽ tắt âm thanh của cái tab đó đi. Trước đây nếu mà bạn nào từng gặp cái tình trạng là có một số tab quảng cáo mở ra mà bạn không biết tiếng phát từ đâu để mà đóng thì tính năng này là tính năng dành cho bạn. Và cuối cùng thủ thuật mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là việc các bạn có thể gắn cái widget máy tính lên. Trước đây cái widget máy tính thì chúng ta phải dùng ở bên thứ ba, còn bây giờ thì cái widget máy tính nó đã nằm sẵn ở đây rồi. Thì để thêm cái widget này thì bạn nhấn vào cái nút edit nằm ở cuối màn hình, để mình xóa đi. Thì nếu mà bạn chưa bao giờ kích hoạt nó thì bạn sẽ thấy có một cái dòng tên là calculator có dấu cộng màu xanh lá kế bên. Các bạn nhấn vào thì cái widget này nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Bạn có thể di chuyển nó tới một cái vị trí nào đó mà bạn thích. Rồi, đó là những cái thứ mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn sử dụng OS X 10.11 một cách hiệu quả hơn. Xin cảm ơn các bạn.